Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, từ những thành quả của kỷ nguyên đổi mới như giáo sư tiến sĩ Vũ Đức Khương hay là giáo sư Cao Thay vừa đánh giá, thì ông nghĩ sao về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam mà có thể gọi đó là kỷ nguyên đổi mới lần thứ hai ạ? Chúng ta đã đạt được những cái thành tích về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, rõ ràng nó giúp cho cái vị thế của Việt Nam hiện nay so với 40 năm trước đây là đã thay đổi hoàn toàn. Đấy, cụ thể Việt Nam hiện nay đã thoát ra khỏi nhóm nước nghèo, trở thành thành viên của cái nhóm nước có mức thu nhập trung bình. Đấy, và từ chỗ là một cái nước bị bao vây cô lập, hiện nay chúng ta đã thiết lập quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế, cũng như là tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động quốc tế. Thế cho nên là khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước đưa ra những cái tầm nhìn lãnh đạo, đưa ra những cái nhận thức mới, những cái quan điểm mới liên quan đến các khái niệm chẳng hạn như là khởi điểm mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì nó hoàn toàn có cơ sở thực tiễn, chứ không phải là chỉ là cái ý tưởng hay là cái quan điểm, mà nó có những cái cơ sở thực tiễn rất là thuyết phục để chúng ta tự tin đặt ra cái mục tiêu mới. Cụ thể ở đây đó là tầm nhìn lãnh đạo 2045 đến giữa thế kỷ 21 sẽ đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, ông nhìn nhận như thế nào về nhiệm vụ cấp bách mà phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là phải đổi mới về tư duy, hành động như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập? Cái quan điểm mà có tính chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc là chúng ta cần phải quyết liệt tiếp tục đổi mới cả về tư duy, cách thức, biện pháp, hay nói là phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới, đấy là một cái chỉ đạo hết sức đúng đắn, cần thiết, nó tạo cơ sở cho cán bộ đảng viên nói chung, đặc biệt là các nhà nghiên cứu có thể suy nghĩ và tìm kiếm những cái ý tưởng mới, những cái đề xuất mới để Đảng và Nhà nước có thể cân nhắc và thay đổi và các cái phương thức lãnh đạo của Đảng, từ đó có thể gia tăng được cái khả năng thành công của cái tầm nhìn lãnh đạo 2045. Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng đây là một quan điểm dám nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn quyết đoán, khẳng định việc thường xuyên đổi mới và phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Vậy thì theo ông, làm sao để chúng ta có thể tạo được một cái sự đột phá về chất lượng lãnh đạo và hiệu quả của Đảng cầm quyền? Ở đây chúng ta cần khẳng định rõ ràng đó là Đảng là một chủ thể đảm nhiệm vai trò số 1 là vai trò lãnh đạo, vai trò số 1 là lãnh đạo, thứ hai đó là vai trò cầm quyền. Thế thì để thực hiện tốt hai cái chức năng vai trò này thì rõ ràng về mặt lý luận là chúng ta phải định hình được đâu là cái ranh giới, cái không gian của vai trò lãnh đạo, cái chức năng, cái bổn phận, cái nhiệm vụ của vai trò lãnh đạo, và đâu là cái gọi là cái không gian của vai trò cầm quyền, thì đấy là chúng ta cần phải rõ. Thứ hai, nó liên quan đến đổi mới. Vậy thì để có thể thực hiện được cái vai trò lãnh đạo trong bối cảnh mới thì liên quan đến cơ chế, biện pháp, cách thức mà Đảng lãnh đạo các lực lượng xã hội trong thời kỳ mới này, rõ ràng là phải có những cái đổi mới. Chẳng hạn như từ trước đến nay chúng ta vẫn coi trọng là nghị quyết là một cái công cụ, một cái phương tiện lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên nếu chỉ có ban hành nghị quyết, nhưng mà trên thực tế thì nghị quyết lại khó đi vào cuộc sống chẳng hạn, thì rõ ràng thời kỳ mới là chúng ta phải tính đến những cái phương án mới, những cách thức mới, những biện pháp mới, để bên cạnh những cái biện pháp truyền thống thì chúng ta có cái cách thức làm sao đó để chuyển hóa cái chủ trương đường lối của Đảng, nó được mọi lực lượng trong xã hội tiếp nhận và từ đó chuyển hóa thành cái hành động thực tiễn của các lực lượng xã hội khác nhau, thì mới có thể hướng đến đó là các cái mục tiêu chung của cộng đồng, của quốc gia, của dân tộc. Để đưa dân tộc Việt Nam tiến vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, thì Đảng ta là tiếp tục những cái hệ giá trị để dẫn dắt tiến trình phát triển đó, đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có thể nói là như là sắp tới sân bay Long Thành, rồi các cảng biển ở tầm quốc tế đang được khẩn trương xây dựng, rồi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng đang được gấp rút triển khai. Thế thì thưa ông, mục tiêu đã có thì chúng ta làm sao để có thể quy tụ và chuyển hóa năng lượng đó thành động lực cho mục tiêu quốc gia phát triển vào năm 2045 và đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình? Vâng ạ. Để làm được việc này thì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đặc biệt thí dụ như là cái vai trò của cái lực lượng cán bộ lãnh đạo chính trị, đặc biệt là nhóm lãnh đạo cấp chiến lược, trong việc là truyền cảm hứng, dẫn dắt các lực lượng xã hội, quy tụ cái sự ủng hộ của các lực lượng trong xã hội. Nó liên quan đến cái cơ chế chính sách để làm sao đó phát huy được cái sức mạnh của từng cái nhóm, cái giai cấp tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên sâu xa và nhìn sang các nước đã có cái tiến trình và phát triển đột phá trong khu vực thì cá nhân tôi thấy rằng là chúng ta cần đến một cái điểm tựa có tính tinh thần, đó chính là cái tinh thần dân tộc, hay cụ thể hơn nữa đó là cái hào khí dân tộc. Đó là mọi người đều ý thức được rằng là mình làm việc là vì, không đơn giản chỉ vì lợi ích của mình, mà đây là làm việc để đóng góp vào cái việc thay đổi cái vị thế của quốc gia, của dân tộc. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng về cuộc trao đổi đại buổi này. Vâng.